Vâng, xin chào bác, chào anh em. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì bên em có tiếp tục về một mẫu vang cơ lái số rất quen thuộc của bác anh em đấy. Mẫu JBL T20 Pro. JBL T20 Pro, mặt phanh nhôm cực kỳ đẹp các bác nhé. Màn hình rất là đẹp, hiển thị đầy đủ thông số của em vang cho bác anh em luôn. Thấy anh em có nhiều các bác gọi là màn hình số đấy. Đấy, đúng, màn hình rất nhiều số. Như số hiển thị của những cái giọng tổng số như nhạc này, mic này, effect này, hay là các thông số của phần echo, reverb này, đầy đủ cho ba anh em luôn. Và em này thì có một đặc điểm rất là hay mà rất nhiều anh em sử dụng, đó là phần cái nút cân bằng echo reverb. Cái nút này thì cũng sẽ nhiều anh em hiểu nhầm là bảo là echo reverb này chỉnh chung. Cái này nó là nút cân bằng đó nhé, giống kiểu ba lăng các bác chỉnh loa trái phải đấy, thì cái này nó cân bằng giữa echo reverb, các bác hiệu chỉnh sau cùng thôi. Còn về phần reverb và echo là delay repeat đấy, là chỉnh riêng biệt đấy các bác nhé, riêng biệt. Và với dòng vang cơ lai số dòng T20 này, các bác thể nhìn thấy ở đây nó có phần exciter đấy, đây là phần anh em hay gọi là phần nâng tiếng cho phần tông mic đây, đúng không ạ? Tác dụng ở để nâng tông ở cho các phần bass trung chép cho phần tông mic này. Đấy, các bác nhìn để ý giúp em. Không anh em nhiều bảo là sao tại sao anh tăng cái exciter này lên lại không thấy tiếng nhạc lên nhé. Cái này nó chỉ áp dụng cho phần tông mic thôi các bác. Và có nút chống mũ FX đây, các bác thể tắt mở tùy ý. Nó hiển thị ở trên này luôn các bác. Không nhấn lên nó hiển thị chữ FX là đã có chống mũ rồi. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng và tiện lợi. Đầy đủ các cổng kết nối hiện tại bây giờ cho bác anh em luôn, cổng quang này, Bluetooth đầy đủ cho bác luôn nhé. Anh em có thể nhìn trực tiếp luôn. Và về thiết kế của em JBL T20 Pro nhìn khá đẹp mắt, khá là bắt mắt các bạn. Mặt phanh nhôm này, tai sách này. Và đặc biệt là những tất cả các cổng jack kết nối đều được mạ vàng trong oxy hóa đây các bác nhé. Các bác nhìn nhé. Mặt trước với hai cổng cắm mic phía trước, 1 với 2. Và ở phía sau thì có các cổng cắm mic hay là các cổng đầu vào như AUX đều được mạ vàng đấy các bạn. Và đây là các cổng đầu ra, cổng đầu ra ngoài các cổng ca lông đầu ra như ra nhạc này, lờ trái phải, hoặc là ở đây thì nó có cả thêm cả luôn các cổng ra bằng AV luôn, lờ out đây. Các bác nhìn kỹ giúp em nhé, em quay rất là chi tiết cho ba anh em luôn. Cổng lờ out đây ạ, đây là cổng ra nhạc bằng AV nhé. Cổng SRS này out này các bác có thể tùy chỉnh thành cổng center hay là thêm thành một cổng nghe nhạc đều được. Đây là có nút chỉnh riêng cho bác anh em đây. Đấy, các bác muốn nhiều tiếng nhạc hơn hay nhiều tiếng mic hơn thì các bác thể tùy chỉnh. Đấy. Còn riêng về cổng sub bass out đây, cổng cắt sub cho bác anh em đây thì nó sẽ có luôn, riêng luôn bass out này. Đấy. Anh em nhìn đây. Rất nhiều anh em về thì các bác cắm nhầm nhé, các bác để ý giúp em nhé. Nếu như anh em mà có cắm nhầm, các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em để em tư vấn cụ thể cho bác anh em luôn ạ. Về cổng sub bass out này nó ghi bass out này, nó ghi rất rõ ràng đấy các bác nhé. Đây là cổng cắt sub cho các bác anh em đấy. Rồi về hình thức và chức năng thì anh em vừa giới thiệu qua cho anh em. Và có tất cả thêm điều khiển đấy, điều khiển tăng giảm to nhỏ, chọn các cổng đầu vào. Và cái nút ở đây nó có thể chọn các thể loại nhạc để cho anh em có thể nghe nhạc thuận tiện hơn nữa. Và cũng không để anh em chờ đợi lâu, em sẽ test thử tiếng mic cho các anh em nhé. Rất nhiều của anh em yêu cầu test thử cái tiếng mic và phần effect của em JBL T20 Pro này. Test trực tiếp bác anh em luôn. Alex mượn hay hay vào buổi lập sau. Các bác nghe về có hiệu ứng tiếng vợt không? Và test luôn trực tiếp khi mà có vợt hay không có vợt cho bác anh em luôn nhá. Đây này em này, ngắt toàn bộ vợt đi này. Đấy, ngắt tiếng vợt đi. Đấy, cho anh em nghe thử luôn khi không có vợt và có vợt thì nó khác nhau như nào các bác nhé. Đây là không có vợt các bác. Alex mượn hay. Đó. Và bây giờ tăng tiếng vợt lên. Các bác khi nghe cái có vợt không? Đây, em sẽ ngắt hết echo này. Ngắt hết echo đi nhá. Đây, các bác nhìn. Đã tăng reverb này. Bây giờ em sẽ test thử nguyên tiếng vợt không cho bác anh em. Vì nhiều anh em mà không biết có vợt thật không hay là chỉ quảng cáo cho làm trang trí cho đẹp không. Thì em test thử luôn. Đây, test tiếng vợt. Alex mượn hay 345 6 7 0. Đó là tiếng vợt các bác nhé, em test trực tiếp. Tất nhiên thì tùy theo sở thích các bác, anh em thích nhiều vợt hay ít vợt thì các bác có thể tùy chỉnh ở trên này được hết. Và về mẫu vang cơ lai số JBL T20 Pro một khoảng thời gian rất dài và anh em sử dụng và đánh giá rất tốt rồi các bác nhé. Anh em có nhu cầu về mẫu JBL T20 Pro này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, các bác nhắn tin trực tiếp qua bên này. Đấy, giá thời điểm này thì cực kỳ đẹp cho anh em luôn rồi nhé.
với mẫu JBL-T20 Pro này. Các bác có thể nâng cấp những dàn âm đi cũ hoặc là các thay đổi những dòng vanker cũ để nâng cấp dàn âm thanh karaoke gia đình nhà mình các bác nhé. Và anh em đang xem video mà có nhu cầu, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên này. Và anh em đang xem video thì nhớ cho em nút like và đăng ký kênh.